Ông chú Đài Loan U60 trẻ đẹp hơn thanh niên, đưa ra bí quyết trẻ mãi không già. Nam thần không tuổi của châu Á tiếp tục gây sốt bởi loạt ảnh mới vạn người mê. Ở tuổi 57, Chua Đô Tan vẫn giữ vững danh hiệu là nam thần không tuổi của châu Á với vẻ đẹp ngày càng lên hương, chưa hề thấy dấu hiệu của việc bị lão hóa. Mới đây, nam thần này đã chia sẻ một số hình ảnh nóng bỏng của bản thân để quảng bá cho cuốn sách mới. Được biết, đây là cuốn sách đầu tiên của Chua Đô Tan viết về thế giới nội tâm, triết lý cuộc sống và cách đóng băng tuổi tác. Ngoài nội dung đặc sắc, cuốn sách còn chứa những hình ảnh mới vô cùng nóng bỏng, cường tráng và đầy quyến rũ của ông chú U60 thực hiện ở Bali và Maldives. Trong loạt ảnh này có thể thấy, Chua Đô Tan khoe cơ thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn cùng 6 múi săn chắc. Gương mặt của nam thần 57 tuổi vẫn toát lên vẻ điển trai, hốt hồn, khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt. Chẳng ai có thể ngờ được rằng, người đàn ông nam tính, nóng bỏng ấy lại sắp 60 tuổi, độ tuổi mà các dấu hiệu lão hóa đã xuất hiện một cách rõ rệt hơn. Nam thần không tuổi trong bộ ảnh mới chất lừ. Tôi là một người thích năng lượng tích cực. Tôi nghĩ rằng cuộc sống này ngắn ngủi lắm, chúng ta làm gì cũng hãy suy nghĩ tích cực, đừng quá bận tâm hoặc cảm thấy ám ảnh khi gặp chuyện không tốt. Một số người nghĩ rằng tôi lúc nào cũng gặt hái được thành công trong cuộc sống nhưng thực tế tôi cũng gặp nhiều thất bại. Tôi đã học được rất nhiều điều trong cuộc sống của mình. Tôi của hiện tại và tôi năm 20 tuổi đã khác biệt vô cùng. Tuổi 20 của tôi là sự nổi loạn và hiếu thắng nhưng giờ thì tôi cái gì cũng thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu hay cãi vã. Cuộc sống không phải lúc nào cũng phải tranh giành chiến thắng, hãy nhìn thế giới này bằng một tâm hồn rộng mở, bạn sẽ có được hạnh phúc thật sự. Nam thần không tuổi viết trong cuốn sách mới. Người đàn ông luôn giữ tinh thần thoải mái, gạt bỏ ưu phiền để luôn trẻ khỏe. Có thể thấy rõ rằng, trên tài khoản mạng xã hội của mình, ông chú Đài Loan nổi tiếng luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực. Cuộc sống của anh là sự trải nghiệm không ngừng nghỉ, luôn làm cho bản thân không ngừng tươi mới. Đời sống của Chua Đô Tan luôn hướng tới sự cân bằng, sau quãng thời gian bận rộn với công việc, dự án hay sự kiện, người đàn ông lại thực hiện các chuyến đi nghỉ dưỡng, du lịch, khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Trong đời sống cá nhân, nam thần không tuổi giữ kín những chuyện riêng tư và giữ cho mình một lối sống lành mạnh, sạch scandal. Chính vì lẽ đó, Chua Đô Tan ngày càng nhận được sự ủng hộ đông đảo từ những người hâm mộ ở khắp nơi trên toàn thế giới. Hiện tại, nam thần này đang ở Nhật Bản để du lịch kết hợp với làm việc. Trên Instagram cá nhân, Chua Đô Tan chia sẻ ảnh anh ăn mặc thời trang rảo bước trên những con phố đông đúc, nhưng khung cảnh thì vô cùng tuyệt đẹp. Hình ảnh mới của ông chú ở Nhật Bản.